Chào mọi người, mình là Trung với kênh cần câu nhập bãi nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục vai cần câu để cho mọi người lựa chọn. Hôm nay vẫn là 20 cây cần nha mọi người. Đấy, mình vai sơ qua 20 cây cần này cho mọi người nhìn trước. Đấy. À, bây giờ mình dọn lại cái mình giới thiệu từng cây cho mọi người nhé. Đấy. Đầu tiên là cái này, cây cần 2 khúc nha mọi người. Đây, cần 2 khúc. Cái cần này thì đây nhìn xem cái hãng gì đây, đây nha mọi người, mình chỉ còn những chữ này thôi. Đấy, cần này cần 2 khúc. Đấy, chất lượng đây, ngoại hình của nó thì khoảng 70%. Cái này là hình như chất liệu của nó đây, chất liệu là như phíp. Dàn phan còn ok này. Đấy. Phan còn rất ok nha mọi người. Đấy. Bát là bát Fuji này. Đấy. Đấy. Cái cần này á, dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 1m25. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 360 g. Giá cây cần này là số 1 480 nghìn. Số 1 480 nghìn. Số 1 480 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cây cần số 2 là cây cần rút này. Đấy, Ryobi, cần rút Ryobi nha mọi người. Cái này chất liệu là phíp rồi, ngoại hình của nó khoảng 65%. Đây, con nó hơi bị lắp mấy cái nhợ chỗ này nhé. Đấy, đọt của nó cây này, như cái khoang đọt trên này nó mắc cho người ta cột cái này. Đấy. Một lóng, hai lóng. À, lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái này như nó bị mất khoảng cỡ 2-3 cái fan gì đấy, 2-3 cái fan gì đấy nhá. Đấy. Bát Fuji này, FX7 này. Đấy. Cái này dài 4m1, thu vào ngắn nhất là 1m24. Đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 600 g. Số 2. Cái này 190 nha mọi người. Số 2. 190. Tiếp theo là cây cần rút số 3. Cần rút đai hoa nha mọi người. Cần rút đai hoa, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 75-80%. Đấy, này 80% chứ cũng được 90% luôn chứ. Còn bóng đẹp nha mọi người. Đấy, này dàn phan này. Đấy, chỗ này hơi bị đứt chỗ này xí. Đấy, này cũng đứt này. Đứt này. Đấy. Một phan của nó nhìn ngon nha mọi người. Đấy. Bốn bốn phát cái nó này, chỗ này nó hở này. Nên là thành nó văng ra để mình gắn vào cho mọi người nhé. Dán y vào lại đây, về mọi người dán lại. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người, có tất cả ba đoạn. Đấy. Bát Fuji FX7 nha mọi người. Đây. Dài 3m, thu vào ngắn nhất là 1m17. 1m17 nha mọi người. À, cân nặng là 320 g, đường kính độc đỉnh là 1,5 ly, 2,5 ly. Đấy, cây số 3. Số 3 300 nha mọi người.
Tiếp theo, cây số 4 là cây cần rút của hãng NFT này. Đấy. Cây này chất liệu là fib nha mọi người, chất liệu là fib. Ngoại hình khoảng 70-75%. Đấy, 75% trở lên. Đấy. Phan này, phan kim loại rất là đã. Đó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Còn là sáu lóng. Sáu lóng. Cần này dài 5,5 m thu vào ngắn nhất của nó là 1m14. Cân nặng là 580g, đường kính độc đỉnh là 2,6 ly. Số 4 là 250.000. Số 4 250.000 nha mọi người. Đây, cần rút số 5 này, cái cần này đây, hãng của nó đây. Cần này thì ngoại hình của nó 75% trở lên nha mọi người, 75% trở lên. Đấy, chất liệu là fib. Dàn đây, dàn phan của nó này, bát này, bát thường nha. À, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Đây, tất cả ba đoạn. Ba đoạn tất cả. Dài 3m, thu vào ngắn nhất là 1m08, cân nặng 180g, đường kính độc đỉnh là 2,8 ly. Đây, 180. Này số 5. 180.000. 5180.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là cái cần Kingston. Đây. Cần này thì chất liệu là fib. Cần rút. Đấy, ngoại hình của nó khoảng 80%. 80% nha mọi người. Đấy. Dàn fib, dàn phan của nó này, nứt này. Còn mấy đoạn này. Một, hai, hai đoạn nha mọi người, hai đoạn, ba đoạn đi, ba đoạn, bắt bắt Fuji FS6 này, cần này dài 3m, thu vào ngắn nhất là 1m1, đường kính độc đỉnh là 2,8 ly, đấy, cân nặng là 200g nha mọi người, cân nặng là 200g, đấy. Cái này là số số 6. 180. Số 6 180.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần hiệu gì đây? Đây mọi người, made in Korea. Con này thì cần này là cần fib. Đấy. Fib cần rút nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng 70% trở lên. Đấy, này, cái chỗ này chắc nó bị nứt rồi, người ta nó keo rồi, người về gỡ ra xử lý lại nhé. Phan lên đào thì thấy ok. Đấy. Đang rỉ. Đang cầu cái máy, cái đoạn. 1, 2, 3, 4, cả 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn, 4 ống, bát Fuji FX7, chiều dài của nó là 3m9, thu vào ngắn nhất là 1m1, 1m11,
cân nặng là 380 g, đường kính đọc đỉnh là 2,8 ly. Cây này cây số 7, 280 nghìn. Số 7, 280 nghìn nha mọi người. Tiếp theo lại một cây cần rút nào đây. Cần rút chất liệu là phíp của cái hãng này đây nha mọi người. Đó. Con này ngoại hình của nó khoảng 70% trở lên. Dàn phan của nó này, cứng cáp thì nhỏ thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. 5 nhau được. Đấy. Nó có tạo tất cả 5 ống. Bát vặn này, bát vặn nhé. Đấy. Dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 95 cm, đường kính đột đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 560 g. Đấy. Cái này giá tiền là 400. Cái số 8. Cái cần số 9 là cái cần Shimano, cần rút Shimano, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó là khoảng 85% nha mọi người. 85% đây. Bát thường này, dàn phan này. Đây, ok chưa? Đây, tính là bao nhiêu đoạn. 1, 2, 3, 4, có 4 ống tất cả mọi người. 4 ống. Cần này dài 4m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính đột đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 310 g, giá tiền là 250 nghìn. Số 9. 250 nghìn nhỏ. Tiếp theo số 10 là một cây cần rút hiệu này đây, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65% trở lên nha mọi người. Dàn phan này. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm ống tất cả mọi người. Năm ống. Đây, bát Fuji FS6. Dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,03 m. Đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 300 g. Cây này cây số 10. Số 10 mọi người. 360. Số 10 360. Tiếp theo là cái cần này. Đây, hãng của nó đây. Cần này thì chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó khoảng 60% trở lên. Bát Fuji FS7 này. Dàn phan này. Phan thì cái độc nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Gãy một đoạn rồi. Đấy. Nó này là nó thiếu 2-3 cái phan gì đấy. Đấy. Còn dàn phan đây thì ok này. Có một cái này nó bị mắc đá này. Một đoạn. Hai đoạn. 3 đoạn, 4 đoạn,
5 đoạn. Đó, 5 đoạn. Đoạn chỗ này sơn hơi bị tắt. 5 đoạn tất cả mọi người. Dài 5m2, thu vào ngắn nhất là 1m05. Đường kính đoạn đỉnh là 2,4 ly, gãy tới còn 2,4 ly đó. À, cân nặng là 460g. Đây, con này bán 108. Con số 11. 180. Tiếp theo, số 12. Số 12 là một cây cần rút kim thân. Cây này thì chất liệu là thiếp. Ngoại hình của nó thì 75% trở lên, 80% trở lên đúng không chứ. Này, giờ phan nhau nấc này. Đấy, cũng nấc. 1 2 3 4 5. Có tất cả 5 ống nha mọi người. 5 ống. Bát Fuji FX6 này. Chiều dài là 4m rưỡi. Đường kính thu vào ngắn nhất là 1,02m. Đấy. Cân nặng là 320g. Đường kính đọc đỉnh là 2 ly. Cái này là số 12, giá 200 nha mọi người. 12 giá 200. Đấy, 12, 200 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần Shimano, cần rút Shimano. Đấy, cần rút Shimano nha mọi người. Cái cần này chất liệu là phíp, còn ngoại hình của nó thì 20% trở lên. Đấy. Mình nói ngoại hình là về cái nước sơn thôi nha mọi người. Còn những cái khác thì mình sẽ quay cho mọi người coi. Đấy. Này, cái đọt nó bị gãy một đoạn này. Đấy. Còn cái fan ok này, dàn fan ok này. Dàn fan ở đầu này là chính xác là sản xuất ra là người ta nhỏ, người ta không đính đá nha mọi người. Người ta làm trơn luôn nha mọi người. Đấy. Một đoạn. Hai đoạn. Ba đoạn. 4 đoạn, 5 đoạn. Có 5 đoạn tất cả. Đấy. 5 đoạn. Bát thường này. Đấy. Dài 4m3, thu vào ngắn nhất là 1m02. Đường kính đồng tính của nó là 1 ly. Cân nặng là 310g. Số 13. Số 13. Đây là bán 220.000. 13 220.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 14 là cây cần rút Olympic. Rút Olympic chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 85% trở lên. Đấy. Dàn phan này. Đấy. Nứt hai cái này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Có tất cả 3 đoạn. Dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 99cm. Đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly. Còn cân nặng là 180g. Cân nặng 180g nha mọi người. Cái này cây số số 14. 180.000. 14, 180.000 nha mọi người.
theo là cây cần số 15. Đây. Hãng hiệu gì đây? Đấy, cần này là cần phíp. Đấy, ngoại hình của nó khoảng 70% nha mọi người, không 70%. Đây, dòng phang này. Phang nhìn ngon kìa. Phang nhìn đẹp luôn. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người, bốn đoạn tất cả. Đây, bát này, bát vặn này. Đây, cái này dài 3 mét, thu vòn ngắn nhất của nó là 92 cm, đường kính đập đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 240 gram. Cái này số 15. Năm này giá 230.000. 15 230.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 16, là cây cần tay. Còn cái tay em tiếc thì nó tróc rồi, mình không thấy chữ nữa. Đấy. Tay nha mọi người. Đây. Đọc của nó đây. Một đoạn. Ô. Chỗ này nó bị tục hở gì người ta dán keo này. Đấy, bị tục hở thì nứt gì không. Hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, sáu đoạn tất cả nha mọi người, sáu đoạn tất cả. Càng này càng tiếp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 50-55% thôi, tại vì nó hơi bị xước. Đấy, đế này thì người ta muốn keo này. Thằng này dài 5m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m04, đường kính đọc đỉnh của nó 0,9 ly, cân nặng là 280 gram. Cái cần này cần số 16, giá 100, 16 100 nha mọi người. Theo là cái cần số 17, cũng là một cái cần tay rút. Tay rút nhé. Cái cần này chắc liệu là phíp, còn hãng thì không biết hãng gì, vẫn mất tem rồi. Đấy, ngoại hình của nó, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65% nha mọi người, 65% nha mọi người. Đấy. Cần này dài 4m4 này, thu vào ngắn nhất là 1m04 này. Đường kính của cái độc đỉnh là 0,8 ly. Cân nặng là 240 gram. Cây này cây số 17. 160.000. Loại 160.000 nha mọi người. Tiếp theo là tiếp tục một cây cần tay rút. Đấy, chất liệu phíp. Đấy. Đó. Cái này mờ tay hãng này nhưng mà không biết hãng gì. Một đoạn, hai đoạn, ba, bốn đoạn nha mọi người. Này, bốn ốc. Chiều dài là 3m6, thu vào là 1m01 này, đường kính đọc đỉnh là 0,9 ly này, cân nặng là 140 gram này. Cái này số 18. Tiếp theo, cần số 19 là cũng cây cần rút. Không biết hãng gì cũng tróc em rồi. Đây, cần tay nha mọi người. Đây, đọc nó đây. Một, hai, ba, bốn, năm lóng tất cả. Đây,
Cần này dài 3,8 m này, thu vào là 88 cm này. Đường kính đọt đỉnh của nó là 2,2 ly. Cần nặng là 220 g. Hệ số 19, 120.000 nhồi. Tiếp theo là một cây đỡ này. Cây đỡ này có một đoạn như thế này thôi nha mọi người. Cây đỡ này dài 1m1, cân nặng là 200 g. Đấy, giá tiền của nó là 100 nghìn. Cây này bằng kim loại nha mọi người. Sắt. Sắt thép ra. Cây này cây số 20. 20. 100. À 20, 100. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ dùm mình số điện thoại bán hàng, đó là 0786 55 55 99. Mình bán là ship code nha mọi người. Đơn hàng trên 200 ngàn thì mình mới ship. Còn nhận hàng thì mọi người phải kiểm tra hàng thật kỹ xong rồi mới nhận. Tránh trường hợp là nhận hàng xong rồi mở ra báo mình là bể vỡ hay nứt đồ thế này thế kia thì mình sẽ không nhận hoàn lại nha mọi người. Đấy, tại vì lúc mà mọi người coi hàng mọi người phải kiểm tra thật kỹ để có gì mình cũng báo bên vận chuyển người ta phát sinh bồi thường nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.